Đợt vừa rồi bạn sang cam đúng không? Sang cam gà qué. Sang cam bạn để ý nha, cam nó không đơn giản như bên Việt Nam mình đâu bạn ạ. Cảm ơn anh Thế Cảnh nhá. Rồng cũng cạn. Đợt trước thì tuổi trẻ lông nổi cũng dính hai phát rồi em ạ. Ok chào Đô Tài nhá. Tiến Đạt Hoàng Cường Lào Cai là ai? Phải là Cường gì thì mình mới biết được. Hình đằng trước của anh là hình con phượng Mitsu ạ. Bạn sang cam bạn phải để ý đấy, bởi vì cam nó phức tạp, nó không như Việt Nam mình đâu bạn ạ. Đúng rồi, bên cam nó phức tạp, nó các em tôi chục thằng nó cũng đi cam hết rồi. Chào Hiếu nhá, chào Bá Hiếu nhá. Em ra em nay không bán hàng à? Đợt tới anh mà bán hàng có gì chỉ bảo anh vậy nhá. Buồn ở nhà chẳng biết làm gì ấy. Bến bãi thì chẳng làm được, chán quá. Em trước trêu vợ anh Vinh chọc bị đánh anh ạ. An Thế Cảnh, vợ anh Vinh chột ở Hà Nội, anh Vinh thùi lợ Thiên Uy gì hay là ai? Mitsu, em xem mình xăm thì em vào cái em vào Facebook của anh ấy, Facebook Hưng Lộc LC của anh ấy. Và Facebook có 25.000 người ấy, theo dõi, cẩn thận vào Facebook ảo. Ok bạn Tuyền nhé, bạn ngủ đi. Ừ, Hiếu ạ, bởi vì là đợt này bến ở Lào Cai làm ăn nó khó khăn quá em ạ, bến bãi cấm hết. Rồi, bến chính thì không làm được em ạ. Nói chung là xã hội thì bây giờ em biết rồi, bây giờ nếu mà theo ngành xã hội thì bây giờ chỉ đi tù thôi, không làm được. Bây giờ không thể, mình không thể đi đòi nợ thuê cho vay nặng lãi rồi em ạ. Cho nên là anh bỏ hết rồi. Mở cái công ty thì công việc nó cũng không đâu vào đâu. Mà bao nhiêu anh em thì cứ bảo là anh bán hàng cùng. Anh Phú, chị Kiều cũng bảo bán hàng. Du Thiên cũng bảo bán hàng. Huấn cũng bảo bán hàng. Mấy anh em cứ bảo nó là xu thế rồi, không phải ngại. Bây giờ thì ai chả bán này. Nhưng mà anh vẫn kiểu ngại ngại. Cũng chưa muốn làm, đang cân đối em ạ. Ok Thảo Hưng. À, công ty ở Minh Khai bên phố mới à? Ờ. Hiếu ạ, à, cái giọng hát của em rất là ok đấy, cho nên là thỉnh thoảng em lên em hát live stream em hát, em giao lưu mọi người xong em bán hàng, nó là rất là ok, đấy là một cái lợi thế rất là lớn của em luôn đấy. Ok anh Tùng Bé, Tùng Beo nhé, anh cứ follow em thì em follow lại mới nhắn tin được cái sao ấy anh ạ. Quang trên này chưa mưa. Kinh tế giờ không thể làm nổi, sợ thật, bây giờ cố gắng tháng kiếm đấy. 4 năm chục nuôi con ăn học chi tiêu gia đình mà cũng vất vả đấy. Phước 2000 anh lại giải thích lại cho em này. Có nghĩa cái việc nó qua rồi ấy, nó hiểu lầm thì anh em nói chuyện lại với nhau xong rồi ok rồi thì thôi. Còn bây giờ mình cảm thấy mình chơi được với nhau thì chơi, không chơi được thì thôi, mà em không nên thù hằn nhau ấy. Quan điểm của anh là như thế. Cảm ơn A Cường nha. Cảm ơn em rất nhiều. Đây con phượng của anh đây em, có gì đâu, đây này. Nhìn thấy con phượng chưa? Đấy. Live stream cứ dơ dơ hình xăm ra mai, kiểu các kênh nó cắt ghép nó nói không hay em ạ. Quang Hòa Bảy Hiển Vĩnh Phúc á, Bảy Hiển Vĩnh Phúc là bạn thân đấy nữa. Ok Trần Ngọc Sơn nhá. Em trước làm cho bà Nhẫn công ty Hồng Ngọc. Ok. À, Chu Quốc Tuân ngày xưa em ở à, Hưng Ba Lô cũng là bạn thân anh mà. Chào tất cả mọi người nhé, chào tất cả mọi người. Con Ninh nghe mấy như là ca trẻ anh hơi khét. Anh thì không, anh không không có gì, bây giờ anh hiền lành lắm mà. Anh bây giờ từ bỏ xã hội 5 6 năm rồi em ạ. Ngày xưa tuổi trẻ nông nổi mà. Cảm ơn tất cả mọi người. Số quần áo của anh nghỉ lâu rồi.
bày ra cho các em nó bán ấy mà chúng nó có chịu làm đâu. Thế là toàn phải bù tiền nhà để anh nghỉ đã ui. Ở Thanh Hóa anh cũng chơi với mấy anh em như kiểu khoa kia các thứ ấy. Nhưng mà thôi lên trên livestream thì không nói em ạ, bởi vì nói ra sợ mai các kênh YouTube nó lại cắt, nó giật like giật liếc nó ảnh hưởng lắm. Khánh Long anh vẫn đi câu mà. Em ở tầng 3 với anh Hưng ba lô. Ok, chú Quốc Tuân. Gặp nó cho anh gửi lời thăm nó nhé. Lâu lắm không thấy anh không gặp. Nói chung là ở các tỉnh thì tỉnh nào anh cũng có anh em, anh cũng chơi với anh em. Nhưng mà trên livestream thì mình xin phép mọi người là cho mình ít nhắc đến nhé. Bởi vì nó nhạy cảm ấy. Con Linh 642, trước em đi trại cùng mấy anh nào, anh Tâm Lào Cai mấy anh em Lào Cai thì ở các trại anh em Lào Cai nhiều, nhất là trại Lào Cai em bái nhiều lắm. Hà Lam về rồi, cùng Bắc Linh ạ, mình về Hà Lam rồi. Chào tất cả mọi người nhé, chào tất cả mọi người, chào tất cả anh em nhé. Thành mình ngồi nói chuyện mọi người tí xong là chuẩn bị, ui rồi hơn mấy 2:04 rồi. Huy chưa cai sữa. Đúng rồi, ngày có tiền anh một mắt A6 một bán tải. Cái đợt 2016-2017 đấy. Tân Lập, trại Tân Lập cũng là trại lớn. Anh em vào cái ảnh ở nhiều. Ok, Trụng Kiên nhá. Thích đi xuôi giao lưu với mấy cái cái hồ lớn lắm nhưng mà chưa có thời gian ấy. Tuấn Tuấn không phải đâu, ngày hôm nay nóng toàn 40-42 độ mà thò mặt ra ngoài đường nó phả vào mặt không chịu nổi luôn. Cả ngày em nó không dám ra ngoài luôn, thể ngồi trên xe mà bật điều hòa mà to nhất là nó cứ phừng luôn. Trước có anh với anh Hiếu béo đợt anh khai trương nhà hàng bên Tuyên Quang là anh khai trương nhà hàng của Linh Lượng, của Linh Lượng. Khả năng là đi ngủ nhà mọi người nhỉ, muộn phết rồi. Hiếu ạ, bà Hiếu ạ, anh cũng đang muốn làm một cái thương hiệu riêng nhưng mà bây giờ cái thương hiệu riêng anh cũng có thằng cu em nó có nhà máy sản xuất ở trong Đà Nẵng, mỹ phẩm nước hoa thì tất cả các mặt hàng ấy, giấy tờ cái thứ tất cả mọi thứ đầy đủ, nguyên liệu nhập châu Âu hết. Nhưng mà bây giờ cái khó là bây giờ nếu mà mình mà sản xuất thương hiệu của riêng mình thì thứ nhất là không biết là có bán được không này, cái thứ hai là vốn đầu tư nó khá là lớn em ạ. Đấy, bởi vì là chắc chắn phải đặt phải ít nhất phải vài nghìn sản phẩm thì người ta mới sản xuất cho mình đấy. Mà bây giờ mình bán mình sợ không quen, với anh cũng đang lăn tăn vì mình đang ngại, anh không muốn bán hàng online kiểu mình cũng ngại. Nhưng mà bây giờ cái công việc của nó thì kể cả Du Thiên hay là anh Phú Lê Huấn nó bảo bây giờ cái đấy nó là xu thế rồi, ngại cái gì, anh em nó bán đầy ấy. Thì anh cũng đang cân đo đong đếm mà anh cũng khả năng là cũng sẽ bán một số sản phẩm của các anh em đi trước để xem nó như nào em ạ, để cho mình quen dần ấy, quen dần sau đấy mình sẽ về nhà máy và mình sẽ tìm hiểu cái mặt hàng nào nó ok thì mình sẽ làm riêng một cái sản phẩm cho mình ấy em ạ. Đấy, kiểu như thế.